Tử vi tuổi Canh Tý 1960, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lần đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng đầu vị trí đầu tiên, nên đây cũng là con vật được coi là tiên phong, luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh, đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát. Năm 2020 là một năm khá nhiều biến động đối với những gia chủ tuổi Tý nói chung và Canh Tý nói riêng do phạm phải trực thái tuế. Vậy bước sang năm Tân Sửu, vận trình của các gia chủ tuổi Canh Tý có khởi sắc hơn hay không? Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi tuổi Canh Tý trong tháng 1 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Tý sẽ gặp những hung tinh, các tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý? Và cách hóa giải ra sao? Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mậu, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 1 tới ngày 15 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 1 tới ngày 27 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1 năm 2021 tới ngày 11 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 1 tới ngày 22 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 1 tới ngày 6 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mậu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để mọi người cùng được hiểu rõ. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý 1960 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Tý Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân điền sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong tháng này, các gia chủ Canh Tý sẽ cần chú ý ngày âm lịch 16 tháng 1 tới ngày 27 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy.
Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Canh Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp gia chủ trong thời cơ nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Về sự nghiệp, người tuổi Tý 1960 có nạp âm ngũ hành là Bích Thủy Thổ, là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Sự nghiệp sẽ vẫn còn kéo dài thêm trong năm 2021, nhất là Canh Tý sinh năm 1960 đang ở một vị trí quan trọng hoặc chuẩn bị nghỉ hưu. Cho dù tiếp tục làm việc hay nghỉ hưu, nó cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của quý gia chủ vào năm 2021. Uy tín sẽ được duy trì trong năm nay và sự nghiệp của quý gia chủ ở trạng thái ổn định, mặc dù sẽ có ít tiến triển. Còn với những người làm chủ, tháng này tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ rất có cơ hội, có nhiều thời cơ để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Vậy nên, để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ Canh Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tài lộc của tuổi Canh Tý. Xem tử vi tháng 1 âm lịch tuổi Canh Tý cho thấy, rằng tháng này có thể là một tháng bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Canh Tý sẽ gặp may mắn và nhận được thuận lợi kha khá trong hợp tác đầu tư dự án. Tuy nhiên, bạn có thể bị tổn thất tài chính cá nhân nghiêm trọng do trong năm và thậm chí mất phần lớn tiền tiết kiệm cả đời. Điều này có thể do các khoản vay, mua nhà, đám cưới. Cho nên trong thời điểm này, nếu có tiền bạc dư dôi thì nên tập trung đầu tư vào các dự án lớn sẽ có lợi. Tất nhiên, trước khi làm bất cứ việc gì đều cần phải tìm hiểu thông tin, cẩn thận. Dù sao thì cẩn tắc, vô ánh náy. Đừng thấy mình may mắn mà chủ quan. Ngoài ra, để thành công và thuận lợi, những gia chủ Canh Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Phần này được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và xa đạo. Trong tháng đầu tiên của năm Tân Sửu, có lẽ bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù có muốn quan tâm đến gia đình mình, có khi cũng lực bất tòng tâm, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Canh Tý dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bên cạnh dù bản mệnh còn độc thân thì cũng mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn thích cuộc sống tự do tự tại, thích làm những việc theo ý muốn nên không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Tử vi còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như thế này xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất quá nhiều thời gian để giải quyết, như khủng hoảng trước mắt mà quên mất, mình còn một nửa để yêu thương, đừng để cho kẻ thứ ba tìm thấy khoảng cách giữa hai người mà chen chân vào. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Canh Tý nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng, cải vận tình duyên cho người độc thân của tuổi Canh Tý. Tử vi cho thấy, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ có sức khỏe kém và cần phải cẩn thận hơn trong tháng 1 âm lịch. Sức khỏe sẽ là mối quan tâm cho cả năm, vậy trong thời gian này, bạn có xu hướng chịu nhiều loại bệnh, có thể bạn tham gia một hoạt động hoặc chấn thương cũ tái phát. Kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Canh Tý cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, có thể dễ bị cảm, thấy mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông và minh mẫn, như gia chủ Canh Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm theo bên mình sẽ giúp cho bản mệnh được khỏe mạnh, ổn định, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình Canh Tý sinh năm 1960. Nhìn chung, mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Canh Tý là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không.
làm nhiều việc mà hỏng nhiều, thất thoát cũng nhiều tiền bạc trong tháng 1 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, được nhiều người đón nhận. Quý vị thân mến, đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng 1 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline của chương trình hiển thị trên màn hình sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.